Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, hỏa sinh thổ, người tuổi Thìn có mối quan hệ xã giao hài hòa vào ngày hôm nay. Bạn được lòng phần lớn mọi người ở nơi học tập và làm việc. Vì thế, bạn mệnh có thể tự tin giao tiếp với tất cả mọi người, cũng như yêu cầu sự giúp đỡ nếu cần thiết. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019, nhờ có tác động của thiên ấn mà người tuổi Tý rất có uy tín trong công việc vào ngày hôm nay. Với đầu óc thông minh và đầy sáng tạo của mình, bạn mệnh có thể gây ấn tượng với rất nhiều người xung quanh. Con giáp này nên có thái độ vô tư khi đối xử với mọi người, không nên giữ lại cho mình quá nhiều. Nếu ai đó muốn học hỏi kinh nghiệm, bạn có thể chia sẻ chân thành ý kiến của mình chứ không nên cân nhắc thiệt hơn quá nhiều. Thủy khắc hỏa. Bạn cũng nên chú ý tới các mối quan hệ xã hội của mình, giao lưu với mọi người nhiều hơn thay vì chỉ quan tâm đến công việc của một mình. Bạn sẽ học tập được nhiều điều tốt của mọi người trong quá trình trao đổi. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, có uy tín trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tính toán thiệt hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, thông minh, sáng tạo. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, nên đối xử vô tư với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, quan tâm đến xung quanh. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, mở sắc cát tường, xanh biển, xanh lá, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Căn cứ tử vi hàng ngày, dưới tác động của tam hợp, người tuổi Sửu có tác phong làm việc nghiêm túc. Bạn mệnh tập trung vào công việc và không phân tâm vào những câu chuyện bàn tán của đồng nghiệp. Bạn cũng rất chú ý cách ăn nói của mình. Đây là lý do khiến mệnh chủ được rất nhiều người tin tưởng, được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng. Bạn có thể chỉ đạo mọi người thực hiện công việc theo đúng kế hoạch, đồng thời giúp đỡ được những người gặp phải khó khăn, bế tắc. Thiên tài cũng báo hiệu cho tuổi này biết rằng bạn rất có thể sẽ phát tài trong ngày hôm nay. Nhưng không phải dựa vào công việc chính của bạn, mà là nhờ nghề phi vụ hoặc dựa vào vận may. Hãy tận hưởng một ngày tốt đẹp của mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, làm việc nghiêm túc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, có khả năng phát tài. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, ăn nói khéo léo. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, quan hệ xã giao tốt. Con số may mắn 3, 1, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019, người tuổi Dần hãy xác định hôm nay là một ngày làm việc vất vả của mình, bởi hôm nay bạn mệnh phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình. Tích cực mà nói, hãy coi đây là một cơ hội để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, bạn cần tinh ý để phát hiện ra ai là người thực sự cần đến sự giúp đỡ của mình, còn ai chỉ muốn lợi dụng mình để giảm nhẹ gánh nặng cho bản thân. Còn giáp này không cần thiết phải gánh việc cho những người không tốt. Mộc sinh hỏa, gia đình hòa thuận khiến cho người tuổi này cảm thấy một ngày của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn biết rằng chỉ cần về đến nhà là sẽ có người sẵn sàng lắng nghe chia sẻ của mình, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết rất tốt. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, đừng để bị lợi dụng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tâm sự với người nhà. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, nên suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, gia đình hòa hợp. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh biển, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Do tỷ kiên gây họa mà người tuổi Mão rất dễ bị cuốn vào vòng thị phi trong ngày hôm nay. Bạn không nên quá nóng nảy, mất bình tĩnh, khiến sự việc vốn đã không tốt đẹp lại càng trở nên căng thẳng và tiêu cực hơn. Tử vi khuyên bạn hãy có cách ứng xử thích hợp trong tùy tình huống. Khi nào cần quyết đoán thì nên quyết đoán, còn khi nào cần mềm mỏng thì nên mềm mỏng. Thể hiện ý kiến của bản thân quá mức và những lúc không cần thiết chỉ khiến cho mọi người thêm khó chịu. Mộc sinh hỏa, có lẽ bạn mệnh nên tìm nguồn an ủi của mình từ phía gia đình. Cho dù các thành viên trong gia đình không thể hiểu nhau hoàn toàn, nhưng bạn có thể tin chắc rằng mọi người trong nhà sẽ luôn bền vực và ủng hộ nhau. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, dễ vướng thị phi. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa,
không nên nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cư xử đúng mực. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, về với gia đình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, quan sát tình huống. Con số may mắn 9, 1, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, cam, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, Hỏa, Sinh, Thổ. Người tuổi Thìn có mối quan hệ xã giao hài hòa vào ngày hôm nay. Bạn được lòng phần lớn mọi người ở nơi học tập và làm việc. Vì thế, bạn mệnh có thể tự tin giao tiếp với tất cả mọi người, cũng như yêu cầu sự giúp đỡ nếu cần thiết. Tử vi thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 nhận thấy, mệnh chủ cũng có những mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Nếu có chuyện gì không tiện tâm sự với người nhà, bạn bè luôn là sự lựa chọn bạn nghĩ đến đầu tiên. Chính bạn bè cũng là người giúp bạn tự tin và phấn chấn hơn trong công việc. Chính tài là điềm báo tốt lành về tài lộc cho người tuổi này vào ngày hôm nay. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng hoặc làm ăn có lãi trong ngày. Nếu tiếp tục cố gắng, bạn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn bè thấu hiểu. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, may mắn về tài lộc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tự tin trong giao tiếp. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, theo tử vi 12 con giáp thường quan giáng họa, người tuổi Tỵ cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu lơ là, bạn có thể sẽ gây ra những sai sót lớn khó có thể sửa chữa được. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của bản mệnh. Con giáp này cũng phải ý thức được vị trí của bản thân, không nên bao la khoác lác với mọi người quá nhiều về công việc thực tế mà lại không làm được bao nhiêu. Bạn nên lên kế hoạch công việc cụ thể hơn cho bản thân mình. Hỏa vượng cũng nhắc nhở tuổi này không được nóng nảy dưới bất cứ tình huống nào, vì sự nóng nảy vốn không thể giúp bạn hoàn thành công việc thuận lợi. Hãy bình tĩnh trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, cẩn trọng trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không nên mất bình tĩnh. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, không nên khoác lác. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên kế hoạch làm việc. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường cam, tím, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tiếp nối tử vi thứ 3 ngày 7 tháng 5 năm 2019, nhờ có tam hội giúp sức mà công việc của người tuổi Ngọ tiến triển khá tốt đẹp. Nhờ có quan hệ rộng rãi mà bản mệnh có thể gặp được quý nhân giúp sức thúc đẩy sự nghiệp. Hãy tin tưởng vào tương lai của mình. Mộc sinh hỏa cũng góp phần khiến nhân duyên của người tuổi Ngọ trở nên rực rỡ hơn nhiều trong ngày hôm nay. Bạn sẽ có được nhiều đối tượng khác giới tiếp cận, nhưng nếu đã là người đã lập gia đình thì bạn nên giữ khoảng cách với họ. Những người còn độc thân có thể may mắn tìm ra người phù hợp với mình trong ngày hôm nay, hãy nghe theo cảm xúc của lòng mình. Còn với những người đã lập gia đình, có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, công việc tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, có thể gặp quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nhân duyên tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, gặp được người như ý. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, xem lịch ngày tốt, tuổi Mùi vốn là người khẳng khái, thông minh và nhạy bén. Vì thế, trong ngày hôm nay, nhờ có sự trợ giúp của thiên tài, bạn mệnh có thể tinh tường nhận ra cơ hội đầu tư kinh doanh nào phù hợp với mình. Đây sẽ là nguồn tiền khá khá trong tương lai của bạn. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần kiềm chế bản tính ưa ba hoa hoặc quá chú trọng vẻ bề ngoài của mình. Bạn không thể đánh giá chính xác một người chỉ thông qua vẻ bề ngoài của người ta được. Hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mộc khắc thổ, bạn và nửa kia có thể xảy ra khắc khẩu trong ngày hôm nay. Dù nguyên nhân có xuất phát từ bất cứ điều gì thì bạn cũng không nên nổi khùng lên và nói những điều gây tổn thương với đối phương. Bởi tổn thương bạn gây ra có thể sẽ trở thành những vết sẹo khó lành. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, tìm được cơ hội đầu tư. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, thông minh, nhạy bén. Tử vi tuổi Kỷ Mùi,
hỏa, coi trọng bề ngoài. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, biết nắm bắt cơ hội. Con số may mắn 4, 1, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân, nhị hợp giúp người tuổi Thân có tư tưởng cởi mở, bạn dễ dàng nắm bắt những ý tưởng mới cũng như tiếp thu những điều mình chưa hề nghĩ tới bao giờ. Đây có thể trở thành động lực giúp bạn giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và thuận lợi. Tuy nhiên, cục diện tương hình lại cảnh báo mệnh chủ không nên đối xử với mọi người một cách quá vô tư, bởi có thể những kẻ có ý đồ không tốt luôn chờ đợi một cơ hội để chơi khăm bạn hoặc chiếm lấy công lao của bạn. Chính quan tin rằng bạn chỉ cần giữ vững bản tính khẳng khái của mình, không cố tình gây thù chuốc oán với người khác thì tương lai của bản mệnh sẽ sáng lạn vô cùng. Bạn sẽ giữ được những chức vụ quan trọng mai sau. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tư tưởng cởi mở. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, dễ chấp nhận cái mới. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, không nên quá vô tư. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, cẩn thận kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, tương lai hứa hẹn. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, bạc, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, theo tử vi 2019, tam hợp phù trợ giúp sự nghiệp của người tuổi Dậu phát triển khá thuận lợi. Bạn mệnh chú ý hơn trong cách giao tiếp nên không gây mất lòng ai. Ngoài ra, còn có thể tạo được thiện cảm cho những người gặp mặt lần đầu tiên. Hôm nay cũng là một ngày khá thuận lợi cho những ai đang theo đuổi sự nghiệp học tập hoặc cần phải vượt qua các kỳ thi cử. Bình tĩnh và tự tin, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức của mình. Hỏa khắc kim, tuy nhiên bạn mệnh cần chú ý đi hơn đến với gia đình của mình, đặc biệt là với cha mẹ. Bạn cần quan tâm đến hai người nhiều hơn, đồng thời lắng nghe lời khuyên bảo của họ thật kỹ trước khi nêu quan điểm của mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, sự nghiệp thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, tạo ấn tượng tốt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, thi cử thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, nghe lời cha mẹ. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, bình tĩnh tự tin. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, bạc, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem lịch vận niên 2019, mộc khắc thổ, người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải rắc rối với chính họ hàng của mình. Mâu thuẫn giữa người nhà thường khó giải quyết hơn mâu thuẫn với những người ngoài xã hội nhiều, yêu cầu bạn cần phải có cách xử lý khéo léo. Vợ chồng đồng thuận cũng là một trong những cách rất quan trọng để duy trì cuộc sống gia đình hài hòa. Chỉ cần bạn và người ấy có tiếng nói chung thì rất nhiều công việc tưởng chừng phức tạp cũng sẽ không quá khó khăn nữa. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là một ngày rất thích hợp để xuất hành. Nếu chọn đúng hướng Tây Bắc có hỷ thần hoặc hướng Đông Nam có tài thần để xuất phát thì bạn mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, rắc rối với người thân. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, cần có tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, thích hợp xuất hành. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, cần có thái độ ứng xử phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, tìm cách giải quyết thích hợp. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, tương xung cảnh báo người tuổi Hợi cần phải biết giữ mồm giữ miệng, khi nào nên thể hiện quan điểm và khi nào nên lắng nghe ý kiến tiếp thu. Bạn mệnh không nên nói quá nhiều đến mức lấn át cả phần người khác. Mệnh chủ có tham vọng, nhưng để thực hiện được ước mơ của mình thì cần có một khoảng thời gian cố gắng lâu dài và có một kế hoạch cụ thể. Bạn không thể chỉ có hứng thú nhất thời rồi ôm đồm nhiều việc, sau này lại chán nản bỏ bê được. Thủy sinh mộc, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp là điểm sáng của con giáp này trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia của mình luôn biết quan tâm và đặt mình vào vị trí của đối phương. Vì thế hai người có thể chia sẻ với nhau mọi vấn đề gặp phải trong ngày. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, thích thể hiện. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, ăn nói từ tốn hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hòa hợp với nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có tham vọng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, không nên ôm đồm nhiều việc. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương,
quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.